Xin giới thiệu với mọi người, mình là bác sĩ thú y Vũ Phương Đông, kỹ thuật viên của công ty cổ phần thuốc thú y TST. Thì hôm nay rất là vinh dự được đón tiếp ở thành phố Chí Ninh của tỉnh Hải Dương là các bạn sinh viên thực tập của trường Đại học Nông nghiệp. Thì có các em hôm nay đây sẽ đi cùng mình trong cái chuyến thăm trại gà của nhà bác Tiến, cô Tươi ở trong cái khu vực Hố Dầu của thành phố Chí Ninh. Thì đây với giới thiệu các em, đây là cái đàn gà hồ. Đàn gà hồ đang được nuôi với cái hướng là thương phẩm, tức là nuôi thịt rồi bán xuất thịt cho các nhà hàng, quán ăn. Thì các cái giống gà thường gặp ở vùng Chí Ninh này thì sẽ bao gồm những cái giống gà tiêu biểu như gà nai trọi, gà nai hồ. Và đặc biệt là vào mỗi cái dịp mà gà bán Tết ấy, gà nễ để thờ cúng vào Tết thì có cái con gà chip, tức là con gà của Trung Quốc ấy. Đấy, thì trước mặt các em đây có cái đàn gà hồ. Thì với cái đàn này thì hình như là 3.000 thì phải. Đây cái giống gà nai giữa con gà hồ này thì anh nói qua một chút đó về con bố mẹ nó. Thì con gà hồ này có bố mẹ là bố là gà Đông Tảo và mẹ là gà Nông Phượng. Thì tương tự gà nai trọi thì cũng là mẹ Nông Phượng và bố là gà trọi. Thì ở đây nhà bác đây không nuôi gà trọi, không nuôi gà nai trọi, đây chỉ có gà nai hồ thôi. Thì các em nhìn đây, như cái sự nhận diện của con gà nai hồ thì nó luôn luôn là chân rất to, người tròn ôm con và có cái màu rất đẹp, thường là màu cờ. Các em nhìn những con gà trống nó sẽ phát triển cái màu cờ rất đẹp, bởi vì cái đàn này mới có là gà non thôi, mới có mấy chục ngày tuổi thôi, nên là nó cũng chưa phát triển đầy đủ được cái lông, cái mã, nên là nó chưa ra dáng cái con gà hồ. Nếu để sau này nó lớn lên thì những con gà trống rất là oai vệ, và những con gà mái thì nhìn rất là đẹp, đẹp như con chim trĩ của chúng ta thường hay xem trong những cái bộ phim về dã sử ấy ạ. Thì đối với con gà hồ này hay con gà nai trọi thì nuôi theo hướng thương phẩm thì cũng đều có cái lịch vaccine và cái quy trình nuôi giống như nhau. Đối với con gà hồ này thì cũng có lịch vaccine như con gà trọi, đó là các loại vaccine cơ bản như các em đã từng được học, đó là Newcastle, Nasota, Gumboro và INT, và một số loại vaccine tiêu biểu khác như Magic thì đã được làm ở nhà nọ rồi. Còn chúng ta về đây chỉ có làm vaccine để chăn nuôi nữa thôi, là những loại vaccine từ 5 ngày trở đi. Thì đấy, thì đối với con gà hồ này thì như vậy. Đặc biệt hơn là trong cái quá trình chăn nuôi gà thương phẩm thì các em cũng có thể có một số em biết rồi, và cũng có thể có một số em chưa biết là trong cái quá trình chăn nuôi thì chúng ta cần phải chủng đậu, và có hai cái công tác chủng đậu và cái hàn mổ gà. Thì hàn mổ gà thì hôm qua thì anh đã dẫn hai cậu kia là đi hàn mổ gà một hôm rồi, hai cậu cũng biết rồi. Thì các em có thắc mắc gì về những cái vấn đề trong chăn nuôi gà thì cũng có thể hỏi anh sẽ giải đáp ngay tại đây.